Thời tiết quá đẹp luôn. Hôm nay thời tiết rất là đẹp. Đây là những ngày mới bắt đầu vào thu rồi đấy các bạn. Nên lá cũng bắt đầu vàng. Còn bây ở đây thì nó bắt đầu mới chỉ bắt đầu ngã vàng thôi. Bé Mai xin chào cả nhà. Bé Mai xin chào cả nhà. Mai ơi, cô nhìn đâu vậy? Nhìn đây nè. Cô nhìn đây hả? Bị tính tiền thôi.
Thời tiết quá đẹp luôn. Ở đằng kia nó có nước búng búng lên nữa kìa. À, nước có đèn nữa, đẹp ghê. Cái này mà chắc có lẽ buổi tối chắc đẹp hơn nữa. Đằng kia có cái đồng hồ nữa kìa. Cái khu mua sắm mình đi rất là rộng lớn, nó có hai cái khu mua sắm nó liên, nó nối tiếp nhau nên rất là rộng, đi cũng mỏi, rất là mỏi chân. Nhưng mà đổi lại thì có rất là nhiều cái cửa hàng bán đồ rất là đẹp. Hôm nay thì cũng gần tới lễ Noel rồi nên tất cả các cửa hàng thì bán quà lưu niệm đồ này nọ, trưng bày những cái đồ mà của Noel sắp tới, rất là đẹp, rất là bắt mắt luôn. Xin chào, chào mọi người đi con, chào, chào tất cả mọi người. Đây là những món đồ mà ngày hôm qua mình cả nhà gia đình nhỏ của mình đã đi và đã mua được, thì rất là rẻ. Đây là cái hiệu bánh này là Okashino Omachioka. Cái hiệu bánh này đó, thì đây là lần đầu tiên mà mình để vào cái tiệm bánh này. Tuy là cái khu trung tâm mua sắm đó mình đi đã nhiều lần rồi nhưng mà đây là lần đầu tiên mình mua, mà cũng tình cờ mình biết được cái hiệu bánh này nè. Cái cửa tiệm này bán đồ bánh rất là rẻ và có nhiều cái bánh ngon. Đây là một cái bánh mà định mình đã mua được, cái này là hương vị của takoyaki đó. Takoyaki thì mọi người cũng đã biết rồi, cũng rất là ngon, nhưng mà mình cũng chưa có từng ăn cái loại vị như cái bánh như thế này nữa nên là mình đã mua thử. Dạ, mình cảm thấy rất là ngon vị của takoyaki á. Này có nhiều vị lắm. Đây, bên trong nó như thế này nè. Nó có rong biển rác thôi dùng nè. Nghe mấy. Mà một bịch như vậy á. Đây. Một bịch như vậy á gồm có 30 cây. 30 bánh. Nhà mà có gia đình mà có trẻ em thì mình nghĩ là đương nhiên là con nít là sẽ rất thích bánh này. Mà người lớn, không những con nít nữa mà mình cũng thích bánh này nữa. Mấy cái dạng bánh như thế này mình có rất là nhiều hương vị, mình đã chọn hương vị của takoyaki tại vì chồng mình cũng thích ăn takoyaki nữa đó. Mà một bịch gồm có 30 cây như vậy là chỉ có bình thường mấy cái chỗ mà cửa hàng khác thì mình thấy bán là 300 yen cộng thuế nữa. Mà cái chỗ cửa hàng của Okashino Omachioka này á thì bán chỉ có 200 mấy yen thôi, không có tới 300 yen, tính luôn cả thuế. Nó bán rất là, bán đồ rất là rẻ. Với lại ngày hôm qua mình có mua mấy cái kẹo dẻo nữa, nhưng mà đi trên dọc đường á, nó kẹo dẻo thì có nhiều hương vị dâu nho đồ này nọ, mà bé Mai nhà mình rất là thích ăn nho nên mình đã chọn mua vị nho. Mà đi giữa dọc đường thì bé Mai khóc quá nên mình lấy ra cho bé ăn từ từ, vừa về tới nhà là hết luôn rồi. Nếu mà các bạn mà có đi mua sắm hay là đi ở trung tâm nào đó, bé Mai mấy bạn mà thấy cái hiệu bánh này nè thì các bạn có thể ghé mua. Mình cảm thấy bán những đồ
rẻ hơn những cái tiệm khác, rẻ hơn siêu thị nữa đó. Còn ngày hôm qua mình cũng ra ghé vô shop 300 yen, shop 300 yen đó thì mình có mua những món đồ 100 yen ở shop 300 yen. Này, đây là cái quần. Đây là quần mà quần này mình hồi lúc mà mình mua á, mình thấy nó mình chỉ nhìn giá thôi. Tại vì trong shop 300 yen á mà thấy số 100 yen á thì như lại nghĩ nó là cái quần mà mình không có đọc chữ, không có nhìn thấy chữ, cái chữ này là lạnh nè. Mình không có biết nhiều nhưng mà mình biết cái chữ này là lạnh, là quần này á là không có mặc để mùa đông được tại vì nó mát á. Nhưng mà mình lỡ mua rồi nên mình cũng không có đi về. Lúc mà về á chồng mình nói trời ơi đang mùa đông mà tự nhiên đi mua quần lạnh này chi vậy. Rồi cái mình nói là mình đâu có biết đâu, tại thấy trong shop 300 yen mà cái quần chỉ có 100 yen nên mình hốt đại đó. Không phải là một cái đâu mà mình mua hai cái rồi. Đây ở shop 300 yen nhưng mà mua vé chỉ 100 yen thôi. Đây nữa, đây là cái túi. Túi này á thì các bạn có thể để được đông lạnh, giống như là mấy bạn mua về thì giống như mình mua cá siêu thị về mình bọc cái wrapper lại, mình bọc wrapper lại lúc đó là mình mới để tủ đông. Thì các bạn mua cá hay mua thịt vậy các bạn bọc wrapper lại, các bạn để vô trong này nè, để vô cái túi này rồi mới để tủ đông thì nó sẽ tốt hơn. Mà cái túi như thế này á, là được bán ở shop 300 yen nha, nhưng mà mình mua với giá chỉ được 100 yen thôi. Nó gồm có đây coi 1 2 3 4 5 6 7 7 túi lận. Thay vì các bạn mua cái túi zip block á thì nó tới hai trăm mấy phải không ta, nhưng mà nó cũng tới mười mấy. Mình nghĩ cũng ngang ngửa nhưng mà mình nghĩ cái này là nó cái đường móc của nó nè, nghĩ chắc nó sẽ cứng hơn cái túi ziplock. Nó cứng hơn. Đó. Đây là lần đầu tiên mình mua. Mình trước trước thì mình cũng hay xài túi Ziploc á, nhưng mà tại thấy cái này á, nó bán ở siêu thị ở shop 300 yen mà bán chỉ 100 yen nên lần đây là lần đầu mình mua. Lần tới thì mình sẽ không dùng túi Ziploc nữa, mình sẽ dùng túi này. Đây, còn đây đây là miếng màng. Màng để mà treo màng đó. Ở nhà mình thì có cái cửa sổ thì nó cũng dài lắm, với lại nó cũng bề ngang như kiểu như thế này đó. Mình mua màng ở bên Nhật nha mấy bạn mua ở ngoài siêu thị thì nhìn thấy nó cũng rẻ đó chứ nó không có mắc đâu. Nhưng mà ngặt một cái nỗi là nó không có, nếu mà may mắn thì nó sẽ vừa với cái cánh cửa nhà, cái cửa sổ nhà mấy bạn, còn nếu không thì các bạn phải, nó không có vừa thì mấy bạn phải đặt đặt người ta may, mà đặt người ta may là rất là mắc. Đây đây mình mua cái màn, cũng mua cái màn này á, nó chiều dài như thế này dễ thương đúng không, mình cảm thấy nó dễ thương nè, mình có hình con chim nữa nè. Mình thêu thùa mình cũng kém lắm nên mình rất là thích những cái món đồ mà có thêu thùa đó. Mình mua cái màn này với giá chỉ có 200 yên thôi mà mình thấy dễ thương nữa, mình cảm thấy thôi kệ, không phải là 100 yên nhưng mà 200 yên mà kệ dễ thương thôi cũng mua để dành mà treo đó. Còn đây đây là món đồ mà mình nghĩ là không phải, cũng không ngờ là mình mua được với giá thiệt là rẻ. Mình cái này là mình mua ở shop view view
Việt Nam mình hay gọi là sách gu á, tại g cũng gu đó. Mở ra nha, đây đây là một cái áo lót trong, nhưng mà cái lót trong này đề giá là 190 yen, đúng không ạ? 190 yen thôi, nhưng mà đây để mình coi giá trị của nó là bao nhiêu nè. Wow, giá trị của nó là 790 yen. 790 yen là cũng như là cộng thuế luôn, là khoảng 800 yen. 800 yen thì có thể là 160 ngàn, nếu tính ra tiền Việt Nam của mình là 160 ngàn. Nhưng mà đây là nó đã sale còn 190 yen, 190 yen cộng thuế luôn là khoảng 40 ngàn, đi khoảng 200 yen là 40 ngàn. 40 ngàn, nhưng mà thiệt ra là mình đang mua giá này, mình mua cái áo mà mình tính tiền á thì chỉ có 100 yen thôi. 100 yen thôi là được cái áo như thế này rồi. Mình sẽ mở đây. Trời ơi, mình không ngờ là mua cái áo này còn 100 yen luôn á. Lúc mà ra tính tiền là mình nói trời ơi chết rồi, thôi có 100 yen à, thôi rẻ quá, quay lại mua thêm một cái nữa. Mà anh xã nhà mình nói á, là để đi, mặc đi, mặc nếu mà thấy hợp thì quay lại mua tiếp. Đó. Đây, mình cảm thấy nó rất là, mà vải của nó rất là dày dặn đó nè. Mà 100 yen thôi à. Cái đợt này mà mai mốt mà mình có gặp nữa thì mai mốt là mình sẽ mua thêm vài cái để mình không phải là mình mặc, mà khi nào mình có về Việt Nam á, mình làm quà tặng cho chị em dòng họ. Chỉ có 100 yen thôi. Rất là rẻ đúng không? Đó. Trời ơi, lúc mà tính tiền mình bất ngờ luôn á. Mình muốn quay lại, mình lật đật mình muốn quay lại, mình muốn mua thêm vài cái ghê luôn á. Mà anh xã nhà mình nói thôi để mặc coi như thế nào đã, rồi mới mua tiếp. Đỡ mua lỡ thấy rẻ vậy đó, mua mà mặc không có hợp thì lại uổng tiền. Đó, chính vì vậy mình mua chỉ có một cái thôi. Đó, đây là tất cả những món mà ngày hôm qua mình mua. Thật ra hôm ngày hôm qua chỉ dự định là đi chơi thôi chứ không phải là mua sắm, mà gặp những cái mấy món này nè rẻ nên tiện tay mua thôi. Đó. Các bạn thấy không, ở nhà thà là ở Nhật á, thà là ở nhà không đi ra ngoài đường, đi ra ngoài đường là phải bị tốn tiền như vậy đó. Nhưng mà đổi lại là mua những cái món mà được những cái món mà rẻ. Bây giờ mình suy nghĩ á, thì lúc mà nó rẻ thì mình nên mua, còn lúc mà mình cần á, nhưng mà nó không rẻ thì lúc đó thì không mua không được á, thì cảm thấy hơi bị tiếc tiền đó. Trời ơi, mà chặn hết luôn rồi hả? Mai ơi, ngon con. Mà chặn mặt như con mèo. Mặt như con mèo. Con mèo. Chào mọi người đi con. Bye bye. Xin chào tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.